Liên quan đến vụ việc một tài xế công nghệ tại Đà Nẵng gây tai nạn giao thông khiến hai người phụ nữ lớn tuổi tử vong, Tòa án Nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động bị cáo Huỳnh Thanh Tuấn, 34 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, Tuấn vào Đà Nẵng hành nghề tài xế công nghệ. Rạng sáng ngày 26 tháng 3, bị cáo có sử dụng bia rượu điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 38P171556 lưu thông trên đường 2 tháng 9 hướng về cầu Trần Thị Lý. Khi đến tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Thiện Thuật vào 2 tháng 9, thuộc địa bàn phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Tuấn bất ngờ tông vào bà Huỳnh Thị Mai Hương, 61 tuổi, và bà Vũ Thị Nhị, 77 tuổi, trú tại địa phương, đang trên đường đi tập thể dục về nhà. Hậu quả bà Nhị tử vong tại chỗ, bà Hương thương tích 18%. Trước hội đồng xét xử, Tuấn tỏ rõ sự ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình. Tòa án Nhân dân quận Hải Châu tuyên phạt Huỳnh Thanh Tuấn 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.